Đấy, thì máy được thiết kế 4 sò 1 phét anh em nhé, mỗi bên 2 sò anh em nhé. Con máy này được thiết kế 4 sò 1 phét, mỗi bên 2 sò anh em nhé. Đấy, chất âm rất là hiện đại. Anh em nào có nhu cầu thì cứ inbox Zalo, mà số Zalo em sẽ gắn ở trên màn hình video của các anh. Thì các anh kết bạn Zalo thì lưu ý giúp em là cộng nhập thêm dấu cộng vào, nhập thêm dấu cộng 81 đấy, cộng 81 và số nhập hết số đằng sau thì mới được. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Việt Nam Japan TV, kênh chuyên test những sản phẩm âm thanh và giới thiệu những sản phẩm âm thanh đến anh em ở trên mọi miền tổ quốc. À đây, trước mặt anh em là một chiếc là một kiện hàng mới về, kiện hàng của em mới về nhé anh em nhé, mới về hôm qua. Thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video hoặc like video để giúp kênh em phát triển hơn. Càng kênh em càng nhiều anh em biết đến thì càng anh em càng có nhiều sự lựa chọn hơn anh em nhé. Thì trước mặt anh em là một kiện hàng, thì trong đây là một chiếc đờ lông 2000 AE anh em nhé, máy 2000 AE. Giờ em sẽ khui và mở ra xem độ đẹp của em nó đến đâu. Đấy, anh em mua hàng thì inbox Zalo giúp em nhé. In hàng em nhận trong tuần này và tuần sau, đến hết tuần sau thì là em sẽ nghỉ Tết âm lịch anh em nhé, nghỉ Tết âm lịch. Nên anh em muốn mua hàng thì nhanh nhanh inbox để em gửi về cho kịp kịp chuyến anh em nhé. Còn hơn chục ngày nữa là Tết rồi. Đây, AE, dây nguồn này, dây nguồn anh em nhé. Giờ em sẽ bê em nó ra đây em nhé, em sẽ bóc em nó ra. Nguyên bụi anh em nhé, nguyên bụi, máy nguyên bụi. Mở em nó ra. Máy nguyên bụi nhá, nguyên bụi bẩn luôn. Bọn này nó chỉ kiểm tra em lời lấy hàng của bên công ty nên họ chỉ kiểm tra chức năng, kiểm tra và xem cái độ hoàn chỉnh của em nó đến đâu thôi. Còn về bụi bặm là mình phải lọc, mình phải vệ sinh anh em nhá. Đấy, hàng nó thế. Đấy, thì thế thì nó mới giá nó mới tốt được cho các anh em nhá, anh em nhá. Đấy, giờ em sẽ bóc em nó ra. Đây anh em nhá, em vừa khui banh em nó ra. Đấy, thì anh em có thể xem chiêm ngưỡng em nó đẹp xuất sắc anh em nhá, máy đẹp xuất sắc. Đây, tất cả cái vết xước xước này là nhôm phay xước nhá anh em nhá, nhôm phay xước. Cái dòng này, cái dòng AE này và cái dòng RE và cái dòng SE và con dòng SE thì là nó có cái thiết kế nhôm của nó đằng trước, mặt trước là nhôm phay xước anh em nhé, phay xước. Anh em nhìn có vẻ thấy các cái vết đi đi ngang ngang này là hoặc là cái vết gọi là nó gọi là tạo xước nhá anh em nhé, chứ không phải là do xước đâu nhá anh em nhé. Đấy, anh em xem này, máy những con ốc vẫn còn rất là sáng, sáng bóng luôn anh em nhé. Các cái cạnh đều rất là đẹp, không có vết nông mèo hay là vết cấn cạnh nào anh em nhé. Đây, đằng sau đây các cái chân đắc đờ xe nhá, hay là cũng như cột loa, cột loa đều rất là sáng anh em nhé, rất sáng, máy rất đẹp.
số seri là 7883 anh em nhá, 7883. Những dòng này anh em nhá, những dòng này thì như con này và con SA11 và những cái con 2000 con S10 35 mã bản limited thì nó không ghi năm sản xuất anh em nhá. Nó không ghi năm sản xuất ở máy đâu nhá anh em nhá. Đấy thì là anh em muốn biết nhận biết được cái năm sản xuất thì thứ nhất là anh em họ chủ mới người ta mua ấy, người ta vẫn còn để lại catalog thì nó sẽ in và ghi cái năm ngày tháng năm mà mua thì là ở cuốn catalog, hoặc những dòng như SA11 hoặc là những dòng S10 35 mã bản limited thì nó sẽ ghi ở cái dây nguồn nha anh em nhé, nó ghi ở dây nguồn. Thì nhưng mà dây nguồn thì nhiều khi là dây nguồn kèm theo máy thì là dây nguồn zin thì kèm theo máy, nhưng mà nhiều bác chủ ví dụ như người ta mất dây nguồn chẳng hạn, người ta lại mua dây nguồn khác thì cái số năm sản xuất tự nhiên nó lại khác đi. Đấy, thì là anh em cũng không biết được nhá anh em nhá. Đấy, anh kiểm tra thì là chính xác nhất là ở cuốn catalog. Đấy, cuốn catalog họ mua ở shop thì họ sẽ ghi cái năm sản xuất anh em nhá. Đó, máy rất đẹp, con máy rất đẹp anh em nhé. Con máy rất đẹp luôn. Lắp lưng này, lắp lưng cũng đều là vẫn còn rất là sáng, không có vết xước nào anh em nhé, không có vết xước nào. Cái chân ốc vít này cũng đều rất là sáng, sáng bóng luôn anh em nhé. Anh em có cả cổng ré out này. Đó. Và tuler follow tuler CD DVD AUX anh em nhá. Đều chơi rất là nhiều cổng chơi anh em nhá. Và có thêm ba cổng anh em có thể cắm DAC. Đó. Và máy có thể đánh BY anh em nhá, đánh BY giải trở kháng rất rộng từ 4 đến 16 ohm. Đánh BY thì 4 đến 16 ohm anh em nhá. Đánh một cầu BY thì có thể đánh những cặp loa trở kháng là từ 4 đến 16 ohm. Còn anh em đánh cả A và B, anh em ví dụ anh em về anh em đánh thêm một con một cặp bốt 601 601 CD3, 601 CD2 và cộng thêm một con cộng thêm một cặp loa lời nữa, một cặp loa lời 314 hoặc là những cái cặp loa 301 CD4 hoặc là 301 CD5 để anh em trợ thêm lời. Đấy thì anh em có thể đấu vào đây. Đó, anh em nhé. Giải trở kháng của nó rất là rộng, từ 8 đến 16 ohm. Anh em chơi hai cầu loa, thì đều là trở kháng là từ 8 đến 16 ohm. Và thường thường những cái cặp loa của Boss là những cặp loa 601 hoặc là 301 thì nó đều là trở kháng là 8 ohm. Đấy, anh em có thể chơi và đấy đấu song song ở đây. Bốn chiếc thì là vào 4 cầu. Đấy, máy rất đẹp và công suất nguồn của máy là 275W anh em nhé. Bên em, hàng bên em là tất cả điện 100V anh em nhé, điện 100V. Đấy. Điện 100V. Và anh em kết bạn Zalo thì lưu ý giúp em là kết bạn thì anh em để thêm dấu cộng 81 giúp em nhé, bởi vì em là đang ở Nhật. Đấy, thì máy được thiết kế 4 sò 1 phét anh em nhé. Mỗi bên 2 sò anh em nhé. Con máy này được thiết kế 4 sò 1 phét, mỗi bên 2 sò anh em nhé. Đấy, chất âm rất là hiện đại. Anh em nào có nhu cầu thì cứ inbox Zalo, mà số Zalo em sẽ gắn ở trên màn hình video của các anh. Thì các anh kết bạn Zalo thì lưu ý giúp em là cộng nhập thêm dấu cộng vào. Nhập thêm dấu cộng 81. Đấy. Cộng 81 và số nhập hết số đằng sau thì mới được ra được Zalo của em anh em nhé. Đấy. Nhiều anh em cứ kết bạn Zalo bảo là anh tìm mãi không thấy Zalo của em, bảo bảo thế nào bảo các anh nhập cả dấu cộng vào thì mới tìm được Zalo của em anh em nhé, bởi vì em là ở nước ngoài, em bán từ Nhật về nên số Zalo là số Zalo ở Nhật, nên là anh em phải nhập thêm cái dấu cộng 81 và số mã số quốc gia. Đấy.
mã số quốc gia của Nhật là cộng 81 anh em nhé. Đấy thì không bắt đầu anh em nhập thêm dấu, nhập thêm số vào là ra Zalo của em. Giờ em sẽ cho vào test chất âm đây, anh em nhé. Test chất âm và test chữ lăng thì anh em xem video, ủng hộ video thì nhớ đăng ký kênh hoặc like video để giúp kênh em phát triển hơn anh em nhé. Đây anh em nhá, em vừa setup xong cặp hai cặp bot với con 2000 AE với một chiếc giải mã CD kiêm giải mã ND8006 anh em nhé. Em ghép nhạc không lời, và nhạc có lời thì YouTube họ đánh bản quyền kinh lắm anh em nhé, nên anh em thông cảm. Anh em nào muốn nghe nhạc có lời thì cứ inbox Zalo, em sẽ gửi số, em sẽ gửi video cụ thể để anh em cùng thưởng thức. Anh em có thể đeo tai nghe vào cảm nhận chất âm thì nó được rõ nét, rõ nét hơn anh em nhé. Con máy rất đẹp anh em ạ. Anh em chốt nhanh để về cho kịp Tết anh em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nhé. Em xin kết thúc video ở đây. Hẹn mọi người vào một video gần nhất.